con trai là xanh trong đá. Xin mời cô Thanh uống nước chanh. Xin mời cả nhà uống nước. Tôi đi ra ngoài lấy nước thì lấy nước cho Thanh luôn đá chắc nó bà uống khỏi bệnh chưa rồi. Đây nước của ai gần sáng nó hớt miếng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em hắn kẹo ạ. À, iPad em dành cho bọn hai đứa học đi. Yeah.
là trong kia làm lụng rồi ấy thôi chứ còn không phải.
cảm thấy và chúng đó nếu mà gặp ai gặp yêu thương mình lấy được càng tốt. Thôi là chứ ở chứ có mình có tin tộc nào để xé vợ ở trên người đầy nhau. Rồi anh thích lấy dân tộc. Nói ra đều là gái dân tộc hiền mà không có hiền ông ạ. Bây giờ gái dân tộc khôn mà cố hiền làm gì có mà hiền. Ai? Về đây sắp đi rồi còn làm đơn rồi, mang lên tòa rồi. Nhưng mà chưa giải quyết được. À, bà ấy lại muốn nhức kéo lại rồi. Nhìn cái cuối rồi. Còn đơn rồi. Mà ý là bà ấy lại chắc là bị ông Anh ấy, ông Hùng ấy. Ông ấy chửi cho hay sao, ông đi tàu về ông nói cho. Không đầu xem nè. Ừ, xong đầu giống qua sát qua đi nộp giống qua à ở giống kia như nhỉ kia hay qua nhỉ à giống qua còn là you
Thảo nhà em mà đấy, em cũng thích cô bà Thảo lấy cho ông nghệ đây. Bà ấy hiền. Mà mối tôi là ghét là bà ấy Thank you.
trước mà tao làm ở trong Việt Nam đấy, cái lương của mức độ của nó dân giá cao quá, mình làm cũng có 8 tiếng thôi. Nói 8 tiếng thì nhiều nhưng mà không biết 8 tiếng đâu. Nhưng mà lương lúc nào cũng phải mấy triệu, mấy 7, 8 triệu là chuyện đấy là bình thường. 12 triệu một tháng. Thế, con trai nó làm mà nó làm không phải ao đấy đâu, ao
đến bạn đây.